shit regardless. Chào bạn đến với buổi học thứ 7 của khóa học đồ truyền thống. Và trong bài học lần này tôi hướng dẫn bạn làm đĩa hoa quả. Tại sao lại làm đĩa hoa quả? Khi chúng ta mới bắt đầu mở cửa hàng kinh doanh, chúng ta tập trung vào những cái đồ uống có cốt thấp và làm tăng giá trị của nó lên, làm tăng lợi nhuận chúng ta mang về. Sau khi những đồ uống đó đã phục vụ khách hàng tốt lắm rồi, chúng ta đặt mục tiêu tiếp theo, đó chính là tăng số tiền chi trả lên mỗi lần khách hàng đến với cửa hàng chúng ta. Ví dụ khách hàng của bạn thường uống một ly nước có giá trung bình là 30.000. Vậy làm sao để chúng ta tăng cái con số 30.000 đấy lên? Câu trả lời là đồ ăn kèm, ví dụ như hướng dương, ngô cay, kẹo lạc, bò khô. Nhưng những đồ ăn vặt này đều được bán la liệt tại tất cả cửa hàng cà phê. Và rồi, đĩa hoa quả chính là thứ giúp chúng ta được vượt lên trên đối thủ. Tôi là Đỗ Duy, người đồng sáng lập ra thương hiệu pha chế online đầu tiên, nơi mà các chủ cửa hàng cà phê được học công thức đồ uống cốt thấp, lãi cao. Và trong hôm nay, đó chính là bài đĩa hoa quả. Hoa quả đầu tiên tôi muốn nói đến chính là ổi. Ở đây tôi đã mua 3 quả ổi với 3 chất lượng khác nhau. Đầu tiên, quả thứ nhất có màu vỏ hơi vàng. Quả hơi vàng này suy ra quả ổi nó sẽ không được giòn, không được chắc. Vậy nên sự lựa chọn đầu tiên của chúng ta là nên mua ổi xanh. Ổi xanh như 2 quả còn lại. Rồi đến 2 quả này. 2 quả này thì sao? 2 quả này có sự khác biệt là quả này to hơn. Về mặt thẩm mỹ thì nó sẽ đẹp hơn, bày lên đĩa hoa quả nó sẽ đẹp hơn. Nhưng quả này rắn hơn, chắc hơn và thịt giòn hơn rất là nhiều. Đây nên tùy theo mục đích của các bạn nhé. Các bạn muốn đĩa hoa quả đẹp hay muốn đĩa hoa quả có hương vị ngon nhất. Đấy. Tôi sẽ vẫn làm cả hai quả để cho các bạn thử. Về khoản trang trí hoa quả thì có rất nhiều cách làm. Nhưng nếu bây giờ bạn là người chủ cửa hàng, bạn có rất nhiều công việc mà bạn lại còn vừa phải làm pha chế nữa, thì làm sao bạn có thể bỏ rất nhiều thời gian vào một đồ uống được, đúng không? Đĩa hoa quả cũng vậy. Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cắt hoa quả làm sao mà dễ dàng nhất và dễ bày nhất. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nào. Đầu tiên quả ổi chúng ta sẽ cắt đôi. Sau khi cắt đôi, cắt bỏ phần đầu. Tiếp đến chúng ta sẽ cắt thành nhiều mảnh, có độ dày là 1 cm. Độ dày này là rất phù hợp với người ăn, tạo ra sự tiện lợi. Cắt này vô cùng dễ dàng, chúng ta lại còn có thể trang trí được với rất nhiều kiểu khác nhau. Có thể bày như thế này. Với cái hướng sự cắt chéo này thì với nửa quả ổi thôi, nhưng mà khách hàng nhìn vào thì thấy trông rất là nhiều, trông thật là nhiều. Ok, mình sẽ bày lên đĩa trước. Với nửa quả ổi mà đã gần chiếm gần hết cái đĩa rồi, đĩa ổi sẽ đầy đặn hơn. Mình sẽ làm 2 đĩa. Chúng ta đã hoàn thành xong ổi. Vậy còn chi phí cho ổi thì sao? Giá của quả ổi sẽ rơi vào tầm 20-25.000. Và rất là đặc biệt nhé, ổi chúng ta có quanh năm và giá sẽ dao động từ 20-25 mà thôi. Ổi là một hoa quả có cốt khá là thấp và
dày thịt, rất tốt cho để làm đĩa hoa quả. Vậy nên khi các bạn mua ổi thì bạn hãy lưu ý nhé, mình sẽ nhắc lại, ổi xanh, giòn và chắc, to hoặc bé là do bạn lựa chọn. To thì thẩm mỹ đẹp hơn, còn bé thì sẽ hương vị sẽ chắc và ngon hơn rất là nhiều. Giá là 20 đến 25 nghìn, tùy dao động vào mùa, nên các bạn hãy lưu ý về con số giá này.